Các bạn đang xem tin tức kinh tế xã hội tích cực nổi bật của Việt Nam do Hoàng Video thực hiện. Ra mắt Ford Everest 2018 giá từ hơn 1,1 tỷ đồng. Hyundai Santa Fe 2019 đổi cả tên cộng với nhiều thay đổi lớn khác. Ngoài ra còn có rất nhiều tin tức thú vị khác, mời các bạn xem đến cuối video. Ra mắt Ford Everest 2018 giá từ hơn 1,1 tỷ đồng. Dù khó có thể lật đổ Toyota Fortuner về doanh số, các nâng cấp đáng giá về trang bị cùng phiên bản giá mềm 1,112 tỷ đồng của Ford Everest sẽ khiến khách hàng Việt lăn tăn hơn khi chọn mua SUV 7 chỗ. Ford Everest vừa ra mắt khách hàng Việt là bản facelift. So với một số đối thủ như Toyota Fortuner và Mitsubishi Pajero Sport, bản nâng cấp giữa vòng đời của Everest có những thay đổi đáng kể hơn, đặc biệt là những trang bị hỗ trợ vận hành. Thiết kế mẫu SUV 7 chỗ của Ford không có nhiều khác biệt so với phiên bản cũ. Một số điểm mới là lưới tản nhiệt với nan nhỏ hơn, cản trước được làm lại và bộ vành 20 inch 6 chấu kép. Hệ thống đèn chiếu sáng LED tự động, bật và tắt, điều chỉnh chế độ pha cốt thích ứng theo điều kiện môi trường. Cũng như ngoại thất, nội thất của xe Everest vẫn quen thuộc với nhiều thiết kế vẫn giữ nguyên, ghế bọc da, ghế lái và phụ chỉnh điện 8 hướng, màn hình 8 inch tích hợp SYN 3, âm thanh 10 loa, điều hòa tự động 2 vùng, cửa sổ trời panorama và hệ thống đề nổ bằng nút bấm. Ngoài ra, cửa cốp sau có thể có chức năng mở rảnh tay bằng cách đá chân dưới gầm. Động cơ được thay máu hoàn toàn, máy diesel 3,2 và 2,2 lít cũ đã bị loại bỏ, thay bằng hai loại dung tích 2 lít mới. Động cơ xăng 2 lít tăng áp kép biturbo cho công suất 213 mã lực và mô men xoắn 500 Nm mạnh nhất phân khúc hiện tại. Loại 2 lít tăng áp đơn cho công suất 180 mã lực và mô men xoắn 420 Nm. Hộp số tự động 10 cấp hoàn toàn mới, hệ dẫn động 2 cầu chỉ đi cùng động cơ biturbo. Ford Everest vẫn giữ nguyên ngôi vua công nghệ trong phân khúc với những công nghệ an toàn chủ động như cảnh báo điểm mù, cảnh báo làn đường và duy trì làn đường, cảnh báo va chạm trước và ga tự động thích ứng. Phiên bản mới có thêm hỗ trợ đỗ xe chủ động, tự lùi giống như Ford Focus và phanh tự động khẩn cấp. Ford Việt Nam phân phối 5 phiên bản Everest gồm 2 bản Titanium và 1 bản Trend, 2 bản Ambient. Giá của phiên bản Trend, Titanium và Titanium Biturbo lần lượt là 1 tỷ 112 triệu, 1 tỷ 177 triệu và 1 tỷ 399 triệu đồng. Giảm lần lượt 70, 100 và 500 triệu đồng so với năm ngoái. Hai bản thấp hơn chưa có giá. Mức giá này đang được coi là cao nhất trong phân khúc, hơn 45 triệu đồng so với đối thủ đáng gờm là Toyota Fortuner. Trong năm 2017, Fortuner bán chạy nhất với xấp xỉ 1.100 xe một tháng, doanh số Everest và Explorer cộng gộp chưa đến 200 xe một tháng. Ford Everest 2018 vừa ra mắt giá 1,4 tỷ đồng, có gì hay? Ford Everest bản nâng cấp mới với nhiều thay đổi về động cơ, hộp số, bổ sung tính năng an toàn, đặc biệt trên bản Titanium cao cấp nhất. Là bản nâng cấp giữa vòng đời nên Ford Everest vẫn giữ nguyên bộ khung và hệ thống gầm bệ. Xe có kích thước tổng thể chiều dài rộng cao lần lượt là 4892, 1860 và 1837mm. Chiều dài cơ sở 2850mm, khoảng sáng gầm xe 210mm. Về thiết kế ngoại thất, chỉ có một vài thay đổi nhỏ như lưới tản nhiệt chrome nan mảnh, cản trước và bộ vành thiết kế mới. Bản Titanium sử dụng vành 20 in 6 nan kép kết hợp lốp 265-50R20, phanh đĩa cho cả 4 bánh xe, hệ thống giảm xóc trước và sau đều là dạng lò xo trụ. Đèn chiếu sáng hít tự động bật tắt cả pha lẫn cốt, đèn định vị ban ngày và đèn hậu LED. Đèn sương mù halogen, gương chiếu hậu gập điện có tích hợp sấy, gạt mưa tự động. Hệ thống giải trí đến từ màn hình 8 in trung tâm, tích hợp SYN 3 có đầu CD và khe cắm thẻ nhớ SD, hỗ trợ định vị GPS kết hợp âm thanh 10 loa, hệ thống đề nổ bằng nút bấm với chìa khóa thông minh, vô lăng bọc da, trợ lực điện, tích hợp nhiều phím chức năng. Động cơ diesel biturbo hoàn toàn mới trên xe Everest bản Titanium cho công suất 213 mã lực tại 3.750 vòng phút và mô men xoắn 500 Nm tại 1.750-2.000 vòng phút kết hợp với hộp số tự động 10 cấp và hệ dẫn động 4 bánh. So với các bản thấp hơn, phiên bản này có thêm hệ thống kiểm soát địa hình và khóa V-side cầu sau. Công nghệ an toàn là thế mạnh của mẫu SUV có giá đắt đỏ nhất phân khúc. Những trang bị cơ bản có hỗ trợ phanh, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, đổ đèo, camera lùi, cảm biến trước, sau, kiểm soát áp suất lốp và 7 túi khí. Tính năng an toàn thông minh gồm có cảnh báo điểm mù, báo cả phương tiện cắt ngang khi lùi, cảnh báo làn đường và hỗ trợ duy trì làn đường, cảnh báo va chạm phía trước, hỗ trợ phanh khẩn cấp tự động,
ga tự động thích ứng, duy trì khoảng cách với xe trước và hỗ trợ đỗ xe tự động. Với các trang bị như vậy, Ford Everest Titanium có giá 1 tỷ 399 triệu đồng, cao hơn đối thủ Fortuner 45 triệu đồng. Các phiên bản thấp hơn có giá 1 tỷ 177 và 1 tỷ 112 triệu đồng. Khoảng chênh lệch 222 triệu đồng giữa hai bản Titanium rất đáng kể. Khi trang bị trên hai phiên bản này khác nhau một cách rõ rệt, không chỉ ở động cơ, hộp số, dẫn động mà còn ở tiện nghi nội thất và công nghệ an toàn. Hyundai Santa Fe 2019 đổi cả tên cộng với nhiều thay đổi lớn khác. Phiên bản 2019 của Santa Fe chứng kiến rất nhiều thay đổi, bắt đầu ngay từ cái tên gọi. Theo đó, Hyundai sẽ bỏ chữ Sport mang tên gọi trong phiên bản Santa Fe 5 chỗ, biến đây thành phiên bản Santa Fe chính gốc. Trong khi đó, bản 3 hàng ghế 8 chỗ với tên gọi Santa Fe XL sẽ có thêm 1 năm tồn tại trước khi bị thay đổi bởi một cái tên hoàn toàn mới. Dòng xe mới toanh như trên dự kiến sử dụng tên Palisade sẽ chính thức trình làng vào năm 2019. Khi ra mắt Santa Fe thế hệ trước, ý tưởng của chúng tôi là tối ưu bộ máy tiếp thị, một tên gọi, hai mẫu xe, Phó Chủ tịch Hyundai Bắc Mỹ Mike O'Brien chia sẻ. Chúng tôi có Veracruz, chúng tôi có Santa Fe, nhưng chúng tôi không thể dành nguồn lực đồng đều cho cả hai, một chiếc sẽ được ưu tiên trong khi xe còn lại phải chấp nhận thua thiệt. Chúng tôi đã từng nghĩ sử dụng chung một cái tên Santa Fe sẽ giúp cho phiên bản Sport được khách hàng dễ dàng tiếp nhận hơn, nhưng chúng tôi đã lầm. Có thể chính động thái này đã khiến nhiều khách hàng bối rối trong việc lựa chọn sản phẩm của Hyundai, vị lãnh đạo thừa nhận dẫn tới câu nói trên. Theo Mike, Hyundai kỳ vọng sự bổ sung của Palisade, Santa Fe mới, Kona mới cùng với Tucson facelift sẽ giúp cho hãng cải thiện doanh số. Crossover trong tổng lượng xe bán ra của hãng hiện đạt 46% tại Mỹ. Thương hiệu Hàn Quốc cũng tin tưởng rằng thiết kế và nhiều tính năng sang trọng hơn, trong đó có khả năng cách âm, sẽ giúp cho Santa Fe mới hút khách từ phân khúc xe đắt tiền hơn. Vậy Hyundai Palisade là gì? Đó là người anh cả với 3 hàng ghế, 8 chỗ ngồi hoàn toàn mới của Santa Fe. Với nền tảng là concept HDC2 Grandmaster ra mắt tại triển lãm Busan, Palisade được Hyundai phát triển song song với mẫu SUV cỡ lớn cùng tập đoàn là Kia Telluride và sẽ ra mắt trong năm 2019. Vốn không được chú ý quá nhiều vào thời điểm ra mắt đầu tiên tại Hàn Quốc, Grandmaster Concept mới chỉ được giới mộ điệu quan tâm khi Hyundai xác nhận sẽ thực hiện ý tưởng hóa dòng SUV cỡ lớn 8 chỗ này. Sau đó, với tên gọi Palisade, khi ra mắt xe sẽ chiếm vị trí cỡ lớn chủ lực trong đội hình hiện tại của Hyundai bao gồm Kona, Tucson, Santa Fe trên toàn cầu, vị trí mà Veracruz đã bỏ lại từ năm 2013. Về thiết kế, dù xuất hiện dưới bản concept hay bản chạy thử, ấn tượng mà Palisade đã tạo ra cho người dùng luôn là một dáng vẻ mạnh mẽ, thiết kế nam tính, ấn tượng, giàu cảm xúc. Chiếc SUV cỡ lớn gần như bên nguyên nửa trên của concept Grandmaster và thực tế, trong đó dễ nhận thấy nhất chính là góc nghiêng về phía sau ở cửa sổ cột C. Trong khi đó, đầu của Palisade lại là gợi nhớ đến Santa Fe 2019 với lưới tản nhiệt lớn, thẳng, nhưng cũng không kém nét trang nhã nằm ở giữa hai cụm đèn pha LED thanh mảnh ở hai bên. Vỏ bánh xe lớn được làm nổi lên cũng y hệt thiết kế từng được Santa Fe lẫn Grandmaster sử dụng. Đuôi xe không quá nổi bật khi mang đúng phong cách tiêu chuẩn trong thiết kế của SUV ngày nay và thực tiễn với cửa sổ lớn, cửa hậu lớn, vuông vắn. Về nội thất, với việc nhắm tới phân khúc SUV cỡ lớn, Palisade đủ không gian bên trong cho 8 người ngồi cùng lúc. Hành khách trên xe có thể tiếp cận hàng ghế cuối dễ dàng chỉ với một nút bấm để kéo hàng ghế thứ hai dịch đi được một chút, tạo ra một đường đi mà bình thường phải gập ghế lại mới có được. Các trang bị đã được xác nhận có mặt trên Palisade bao gồm màn hình HUD trên kính lái, bảng đồng hồ kỹ thuật số, màn hình giải trí trung tâm cỡ lớn tích hợp Android Auto và Apple CarPlay, kết nối Wi-Fi, sạc điện thoại không dây và ghế sưởi hoặc là mát. Trong khi đó, gói Hyundai Smart Sense mang tới cho người dùng các tính năng hỗ trợ như cảnh báo và phòng tránh va chạm trước, camera toàn cảnh 360 độ, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo người đi bộ băng qua đường, cảnh báo điểm mù và Cruise Control thích ứng. Nói về động cơ, Palisade sử dụng chung khung gầm với Kia Telluride, do đó các tùy chọn động cơ của hai bên sẽ khá giống nhau, trong đó nổi bật nhất là loại V6 3.3 tăng áp kép cho công suất 365 mã lực và 500 Nm mô men xoắn. Hệ dẫn động cầu trước đi kèm hộp số 8 cấp tự động là cấu hình tiêu chuẩn. Khách hàng muốn nâng cấp lên AVD sẽ phải chọn gói cao hơn. Nói về ngày ra mắt và đối thủ, Bắc Mỹ sẽ là khu vực được Hyundai giới thiệu Palisade tới đầu tiên, sau đó là châu Âu và tiếp theo là Australia. Xe dự kiến trình làng vào cuối năm nay hoặc đầu năm sau tại triển lãm Destroy 2019. Những mẫu xe sẽ phải dè chừng Palisade trên thị trường bao gồm có Volkswagen Atlas, Ford Explorer, Chevrolet Traverse, Honda Pilot, Subaru Ascent,
và tất nhiên cả người anh em Kia Telluride. Các bạn đang xem video trên kênh Đa Dòng Vina. Chúng tôi luôn đem đến cho các bạn những thông tin bổ ích và lý thú với hình ảnh minh họa sắc nét và đẹp mắt. Các bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ bài để kênh được phát triển hơn nữa. Chúc các bạn lái xe an toàn, vui trẻ, hạnh phúc và thành công.